Ngày 28 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các chương trình đề án về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 95% hộ gia đình được phổ biến tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Có 95% nam nữ thanh niên trên địa bàn tỉnh trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Mỗi năm giảm trên 10% các vụ bạo lực gia đình và giảm trên 10% các hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội. Trên 80% hộ gia đình được nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác gia đình tại nhiều địa phương chưa cao, chưa tập trung nguồn lực cho công tác gia đình, công tác phòng chống bạo lực gia đình còn nhiều khó khăn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục khắc phục những hạn chế yếu kém, đổi mới nội dung, giải pháp, gắn công tác gia đình với chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của các đơn vị địa phương, tăng cường công tác truyền thông, kịp thời biểu dương khen thưởng gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, có kế hoạch thực hiện đẩy lùi bạo lực trong gia đình, đồng thời rà soát hoàn thiện các quy ước, hương ước của thôn xóm, duy trì nếp sống văn minh, tác động ứng xử đến gia đình và cộng đồng.